Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần học trước các em đã được học về phần communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần skill 1 với hai kỹ năng là kỹ năng reading và kỹ năng speaking. Trong phần kỹ năng reading và kỹ năng speaking bài học ngày hôm nay, các em sẽ được đọc thông tin và nói bài nói liên quan đến các hình thức giao tiếp ở thời điểm hiện tại cũng như là những hình thức giao tiếp có thể xuất hiện trong tương lai. Và trước khi bắt đầu với phần bài đọc ngày hôm nay thì bây giờ cô sẽ nói sơ qua một số từ vựng mới mà các em sẽ gặp ở trong bài nhé. Từ vựng đầu tiên mà các em sẽ gặp ở trong bài ngày hôm nay, ta có exchanging letter, có nghĩa là trao đổi thư, sự trao đổi thư. Ta có trao đổi thư sẽ là exchanging letter. Exchanging letter. Exchanging letter. Trong đó letter là bức thư và exchanging là trao đổi. Ta có động từ exchange là trao đổi. Tiếp đến ta có động từ stick. Stick. Stick có nghĩa là dính hoặc là dán. Dính hoặc là dán cái gì đó. Ta có holography. 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 Holography sẽ là một cái kỹ thuật mà chúng ta chụp lại và chúng ta tái tạo cái hình ảnh đó trên không gian 3 chiều, trên không gian, ở trong không gian. Vậy thì chúng ta sẽ gọi cái kỹ thuật này là kỹ thuật tái tạo lại hình ảnh theo hình ảnh không gian 3 chiều ở trong không gian. Ta sẽ gọi nó là holography. Holography. Tiếp đến ta có danh từ network. Network. Network có nghĩa là mạng lưới. Ta có tính từ three-dimensional. 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 Nó sẽ có nghĩa là hình ảnh 3 chiều mà chúng ta hay gọi tắt là hình ảnh 3D. 3D sẽ viết tắt cho 3-dimensional. Ta có 3-dimensional sẽ là hình ảnh 3 chiều. Tiếp đến ta có động từ interact. 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 Nó có nghĩa là tương tác. Tương tác khi giao tiếp ta gọi là interact. Và cuối cùng ta có danh từ cyber world. Cyber world. Cyber world. Nó sẽ là thế giới ảo hoặc là thế giới kỹ thuật số, thế giới công nghệ số, ta gọi là cyber world. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần mềm IC Books, để xem thử đối với phần bài đọc ngày hôm nay, các em sẽ được đọc nội dung gì liên quan đến các hình thức giao tiếp ở ngày nay và cũng như trong tương lai nhé. Now, let's start with activity 1 in skill 1. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần skill 1. 1. Look at the letters the children from Vietnam and Sweden sent to each other in a pen friend project. Why do you think they chose this way to communicate with each other? Ở hoạt động đầu tiên này thì chúng ta sẽ nhìn vào những bức thư mà trẻ em từ Việt Nam gửi đến bạn Sweden là Thụy Điển gửi cho nhau trong một cái dự án bạn qua thư. Và người ta hỏi em rằng what do you think they chose this way to communicate with each other. Em nghĩ là vì sao họ lại chọn cái cách giao tiếp này để có thể giao tiếp, liên lạc với nhau. Ở phần bài làm này, sau khi đã em đưa ra được câu trả lời của chính mình, thì các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho câu trả lời, câu hỏi ở bên trên nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Read the text. Look at the highlighted words and mark them with their meanings. Và với hoạt động số 2 thì các em sẽ đọc bài văn. Bài văn có tên gọi là Communication in the Future. What is there for us? Giao tiếp trong tương lai. Có điều gì dành cho chúng ta? Và sau khi đã đọc cái đoạn text ở trên thì các em sẽ nhìn vào những cái từ được highlight, được bôi lên. Và sau đó em sẽ nối chúng với ý nghĩa ở bên dưới. Ví dụ như đầu tiên ta có immediately hoặc là without delay. Immediately nó mang nghĩa là ngay lập tức. Without delay nó mang nghĩa là không hề trì hoãn. Vậy thì nó sẽ bằng với một từ ở phía trên. Chúng ta thấy đó là từ in real time. In real time nó sẽ bằng nghĩa với immediately hoặc là without delay. Hay như từ số 2 ta có to communicate with or react to. Để có thể giao tiếp với hoặc là phản ứng với nhau thì ta sẽ có một cái từ tương đương, đó là từ interact. Interact, tương tác. Ta có interact ở vị trí số 2. Tương tự như vậy các em cũng sẽ xem thử đối với các từ, các định nghĩa, những cái ý nghĩa của nó ở những câu còn lại thì nó sẽ được tương đương với những cái từ nào được bôi đen, bôi xanh ở bên trên. Và sau khi các em đã hoàn thành xong
Với các vị trí trống này, các em sẽ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. 3. Answer the following questions. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ trả lời những câu hỏi sau. Ví dụ như câu đầu tiên ta có What do the students like about the pen friend project? Những học sinh thích gì về cái dự án bạn qua thư này? Vậy thì các em sẽ trả lời câu hỏi này đó là They love to write and read real letters. Họ thích viết và đọc những cái bức thư thật. Hoặc là One student likes to send sweets with the letter as well. Hoặc là họ thích cái việc mà một bạn học sinh thích gửi cái kẹo ngọt, bánh kẹo ngọt cùng với lại những bức thư, cũng như là những bức thư. Hay như câu số 2 ta có What are the two ways of future communication mentioned in the text? Explain how they work. Hai cách giao tiếp trong tương lai được đề cập trong bài văn là gì? Và các em sẽ giải thích cách hoạt động, cách chúng hoạt động. Và câu hỏi số 3 đó là Do you think the writer is happy with this future of communication? How do you know? Em có nghĩ là người viết cái bài văn này họ vui với những cái hình thức giao tiếp ở trong tương lai này không? Và tại sao em lại biết điều đó? Đối với phần các câu hỏi này, các em sẽ có thể sử dụng nút Show Answers bên dưới để tham khảo đáp án đúng. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. In small groups, decide whether you agree with the author of this test. Why or why not? Share your ideas with the class. Và trong hoạt động số 4, các em sẽ thực hiện theo một nhóm nhỏ, quyết định xem thử liệu rằng em đồng ý với tác giả trong bài text hay không, và tại sao có, tại sao không. Sau đó các em sẽ chia sẻ những ý tưởng của mình cùng với cả lớp. Ở phần bài làm này, các em sẽ rèn luyện phần speaking, kỹ năng speaking, nói trước lớp về quan điểm của mình. Và đối với phần câu hỏi bên trên, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để xem thử liệu bài làm này chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho hợp lý nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Class Survey. What ways of communication do you use for the following purpose now? And what will they be in the year 2030? Và đối với hoạt động số 5 sẽ là một cuộc khảo sát trong lớp. Các em sẽ khảo sát để trả lời cho câu hỏi cách giao tiếp nào mà em sử dụng cho những mục đích sau, và chúng sẽ là cách hình thức giao tiếp gì ở trong năm 2030. Purpose, mục đích như là working on a group project, làm theo dự án nhóm. Làm theo dự án nhóm thì nếu các em trả lời ở trong cái thì hiện tại, ở thời điểm hiện tại, thì các em sẽ trả lời là I use, em sẽ sử dụng hình thức giao tiếp liên lạc gì đó. Còn nếu là vào năm 2030 thì các em sẽ sử dụng mẫu câu là I will be using, tôi sẽ đang sử dụng hình thức gì đó. Hoặc cho mục đích keeping in touch with a friend who lives far away, giữ liên lạc với một người bạn, người mà sống ở xa. Hoặc là contacting friends to meet to see a film, liên lạc với một người bạn để mà có thể gặp mặt để đi xem phim. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử đối với các cái mục đích còn lại, những cái lý do còn lại, thì các em sẽ có những cái cách thức liên lạc hoặc là cách thức giao tiếp với nhau như thế nào cho phù hợp. Các em sẽ nói ra những cái ý tưởng của mình, và sau khi hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo thêm cho phần nói của mình có thể hay hơn nhé. Wow, trên vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay, và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học mới, phần học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.